nay Ly đi xuống cái này nè, kêu cho rồi đem sợ trời. Nay gần 2 tháng nay nó tàn mua hết rồi. Trời ơi, nó nở đẹp. Dư bông luôn. Nay xuống ông ngoại xin lá cẩm về nấu xôi. Wow, nhà ông ngoại có nhiều cây đẹp quá nè. Trời, nay nó nở gần 2 tháng rồi. Tôi kêu hôm trước tới nay nó là... Đây là ông ngoại định cho Ly hai cái cây bông này nè mà giờ nó tàn rồi. Tàn hết rồi, để... Để hôm nào ông ngoại lên ông ngoại trồng hai cây ông ngoại trồng hai cái cây sứ này nè xuống đất chứ để trong chậu nó không có ra được bông đẹp quá. Để Ly quay cái bông rồi. Hổm ta cắt cái nhánh này nè, ta cầm đây rồi nó cũng dẫn ra bông nữa nè. Bữa nào xuống chở ông ngoại lên trên chơi. Đó, mới cắt gấm mà hổm đây nè, nó thấy ra bông quá. Trời ơi đẹp quá. Nó lên nữa. Cái này mai mốt chở về tận đâu. Đúng rồi. Đi, đi xuống làm sao? Nè, bữa nay ông ngoại đợi nó kết. Trời chuyển mưa. Còn bông giấy nè. Trời ơi, bông giấy tím. Sao mà nhà ngoại có nhiều bông dữ vậy nè. Này bông gì ông ngoại? Này bông kêu bằng không. Xứng sang nhà ngoại, trời ơi bông đẹp. Hộp nó đặt lư người ta chỉ nó vẽ bớt mới vẽ hôm qua. Hả? Nè mai mốt lấy cây sứ này nữa nè, cho mày cây sứ. Hả ba trồng xuống đất giùm con, ba đừng để trong chậu. Thì đã để đây đem về đã trồng xuống đất. Đó, đây là vườn của ngoại nè. Bây giờ ngoại sẽ dẫn mình đi vòng vòng vườn, đây là thanh long. Lũ. Wow. Đây nè. Mới bông thảo nó đỏ vậy trời đất, hôm nay nó ra trái hết nhưng mà lúc chút chưa. Đẹp quá. Cần dàn chanh dây của ngoại. Ui cái bông đẹp thiệt đẹp. Bông lạ. Nè trái lông thông một về đằng này nè. Đi mình coi mới ra mà. Ồ chưa lông thông đằng kia rồi đó lông thông. Coi chanh dây nè. Nè bự quá nè. Dễ thương. Đây có ăn cải nữa không? Không, có chảnh nhiều lắm. Bao ba cắt rau cho con đi. Có nhiều dây bí đặn rồi đủ không? Cái này là dây bí. Hẹ đủ nấu xôi thôi, đủ nấu. Bao nhiêu lá cẩm này coi, lát đi dọn lại coi đủ không? Rồi lại đằng kia có chừng nhúc nữa hả? Cây này cái gì ta? Lũ. Lũ luôn. Còn cây này chanh. Nữa. Wow, độc lan. Hấp dẫn. Tuyệt vời. Hay độc lan. Cáo chua. Nè con bưởi nè, nó ra tới đặc lưu nhánh luôn. Bông ngót. Trời ơi, bùn ngót nè, sao không cắt trúc canh ăn đi? Mày ăn không cắt chứ, ta cắt nữa thì... Xả. Rồi. Đây nè, đó, nè coi. Có cái này nè, bao nhiêu đây với đằng kia nữa, cắt đủ không? Chắc không đủ quá. Ít lắm. Ít lắm thôi, để dịp khác đi. Coi nè, cây bưởi của nhà ông ngoại kìa, sao mà trái nhiều dữ á. Nè, trái đặc lưu. Dễ thương luôn, lăng tăng lăng tăng. Ổi không có trái hả ba? Mới ra bông cho hôm trước trái hết treo rồi xuống rồi không thấy. Nè nè ra bông đặc lư nè thấy không? Ổi nè là năm nay trái nhiều lắm. Đặc lan. Ờ. Ổi bông đặc lư trên hai cây đã. Cây này cũng ra bông luôn. Vườn nhà ở Mỹ. Nè trái nè mới trái chén. Su su. Đây, đang trái nữa nè. Nè. Cái su luôn. Su.
trái nhỏ nhỏ nè, đặt lừ nhánh luôn nè, nè trời ơi, trái đâu quá trời, mới ra, nó mới ra, mới ra mai mốt có xuống xin ăn. Trời ơi, chừng nào có trái nhiều xuống ngoài xin ăn. Trời, ở đây thì bạc hà ớt, ớt, ớt vàng. Thanh long. Đi mình đi qua coi cái cây táo tàu. Đó. Trời trời. Rau thơm. Rau thơm, xà lách. Cái mận. Cái lũ này nó ra trái nè, có về, có về. Lũ này là lũ trắng lũ thôi. Bạch, lũ bạch. Lũ bạch, lũ trắng. Bạch đó. Đó. Vườn cây của ông ngoại, tối ngày ở ngoài vườn không à. 90 tuổi rồi á nha. Mà còn khỏe mạnh lắm. Cây bơ đằng kia nữa. Bơ cây lên thôi mà mới bằng bút nó tay của tay không. Ồ, hành lá. Từng lá không ăn không kịp, nó giả hết trơn rồi đây nè. Đi bây giờ đi về nhà ba.